Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ phối hợp với Văn phòng đại diện Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam tại thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo bảo trì mặt đường bê tông nhựa. Tham dự có đại diện các ban quản lý dự án trong thành phố và các phòng quản lý đô thị, phòng kinh tế các quận huyện. Tại hội thảo, các đại biểu được nghe trình bày về sản phẩm Rinofan. Đó là sản phẩm bảo quản cho nhựa đường xử lý bề mặt và bảo vệ mặt đường khỏi tác hại của thời tiết và oxy hóa cùng với sự xâm nhập của nước. Tính năng của sản phẩm này là sử dụng được ở bất cứ nơi nào và tất cả các loại đường như cao tốc, sân bay, đường tỉnh, đường nội thị. Việc sử dụng loại sản phẩm này còn giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hạn chế mặt đường bong tróc, duy trì tuổi thọ cầu đường. Hiện nay trên địa bàn thành phố đang triển khai nhiều công trình xây dựng cầu đường. Hội thảo giúp các đơn vị thi công có thêm sản phẩm lựa chọn để đầu tư xây dựng.